Sơn Ngọc Minh vừa mới qua đã công khai minh bạc đăng tải khoảnh khắc hôn môi với tình nhân đồng giới trên trang cá nhân. Ngay lập tức, màn khóa môi nồng thắm của Sơn Ngọc Minh đã trở thành chủ đề gây xôn xao trong dân mạng. Nếu như trước đó đây, Sơn Ngọc Minh luôn luôn giấu mặt hoặc dùng ti cơ để che mặt bạn trai thì hiện tại nam ca sĩ đã cởi mở hơn. Qua đoạn clip, rất có thể thấy cựu thành viên nhóm V. Mua xích rất hạnh phúc và luôn luôn nở thú vui mãn nguyện khi ở cạnh bạn trai. trước khi yêu bạn trai hiện tại sơn ngọc minh từng dấn tin đồn tán tỉnh và hẹn hò với nam ca sĩ eric tuy nhiên khi cả hai cùng giữ im lặng nghi vấn này đã chìm vào kênh cuối cho tới khi sơn ngọc minh công khai minh bạc người